Apink tăng đàn xẻ nghé, thành viên hút fan nhất về chung nhà với Blackpink. Công ty chủ quản của nhóm nhạc Apink, BLACKPINK, vừa đưa ra thông báo 5 thành viên Apink bao gồm Chorong, Bomi, Eunji, Namju và Haeyeon đều đã gia hạn hợp đồng. Jin-ne-un quyết định không gia hạn hợp đồng với BLACKPINK sau nhiều năm gắn bó. Cô nàng đã ký hợp đồng diễn viên độc quyền với YG Entertainment để phát triển mảng thời trang và diễn xuất. Mặc dù Son-ne-on không gia hạn hợp đồng với BLACKPINK, nhưng cả 6 thành viên vẫn sẽ hoạt động dưới cái tên Apink và họ sẽ tiếp tục hoạt động nhóm trong thời gian tới. Ngoài ra, Apink cũng đang chuẩn bị cho một full album để kỷ niệm 10 năm debut. Sự ra đi của Son-ne-un chắc chắn sẽ để lại khoảng trống lớn cho Apink bởi cô nàng luôn là thành viên hút fan nhất nhóm. Điều này cũng khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối cho group đình đám Gen 2 một thời. Apink là nhóm nữ hiếm hoi có thể cùng nhau vượt qua lời nguyền 7 năm, trong khi các thần tượng khác đều đã tan rã và không thể đồng hành cùng nhau khi kết thúc hợp đồng. Thì group nhà BLACKPINK Entertainment đã trải qua 10 năm hoạt động bền vững. Nhưng cuối cùng, thành viên đầu tiên và cũng là thành viên gây tiếng vang nhiều nhất của Apink là Son-ne-un đã chính thức rời công ty và theo đuổi giấc mơ riêng của bản thân mình. Việc cô nàng gia nhập YG Entertainment được cho biết là bước đệm tốt để nữ idol phát triển bản thân. Với tài nguyên dồi dào phong phú từ âm nhạc cho tới thời trang, Ne-un hoàn toàn có thể được quảng bá tích cực hơn trong thời gian tới. Có lẽ, YG Entertainment cũng đã nhìn ra tiềm năng của nữ idol và chiêu mộ cô nàng về với đội của mình. Cả hai từng có dịp làm việc cùng nhau trong MV New Face của Psy, nữ idol tham gia với vai trò diễn viên phụ diễn xuất trong MV. Vào ngày 3 tháng 5, Son-ne-un chính thức trở thành thành viên của YG Entertainment. Đại diện YG Entertainment cho biết, "Chúng tôi rất vui khi được đồng hành với cô gái đa tài trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn diện để Son-ne-un, người đang ở thời điểm quan trọng, để có một bước nhảy vọt mới trong sự nghiệp diễn xuất và có thể phát huy hết khả năng của mình." Gia nhập YG Entertainment cũng đồng nghĩa với việc nữ idol sẽ về chung nhà với Blackpink. Đây cũng là thông tin thú vị khiến người hâm mộ quan tâm. Hy vọng sớm được nhìn thấy nữ idol và các mỹ nhân hát hường hội ngộ cùng nhau. Ne-un vốn là nữ thần nhan sắc được yêu thích nhất nhì Apink. Dù từng có thời gian xuống dốc do phẫu thuật thẩm mỹ quá đa, song nữ idol đã lấy lại được phong độ về nhan sắc và giữ được sức hút cho đến nay sau khi trải qua 10 năm hoạt động bền bỉ cùng Apink. Hy vọng với việc gia nhập công ty mới, Ne-un sẽ có thêm cơ hội phát triển bản thân và thành công hơn trong sự nghiệp của mình.